Hello mọi người, mình là Hạt Tiêu đây. Mọi người thấy hôm nay mình có gì khác khác không? Đúng rồi, đó là cái chữ màu đỏ trên đầu của mình nè. Mình đã chính thức được nhận làm partner của Play Together rồi nè mọi người. Hiện bây giờ thì mình đang rất là vui và cảm giác của mình còn đang rất là lâng lâng á. Bây giờ mình sẽ mở cho mọi người coi là nếu mà làm partner thì mình nhận được những gì nha. Đầu tiên mở hộp thư thì mình thấy là mình nhận được 400 kim cương, 3.000 điểm vương miện với lại một cái gói VIP Pass mùa mới. Uầy, may quá. Nếu mà mình không có được tặng cái gói VIP Pass á, thì mình nghĩ là cái đợt này mình cũng sẽ mua cái gói VIP Pass. Tại vì cái gói con cù nông trại rất là dễ thương á mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận hết những cái quà này và mở cái gói VIP Pass cho mọi người coi nha. Và tại vì được tặng 3.000 điểm vương miện cho nên là mình được mở full cái gói này luôn nè mọi người. Sướng quá, lần đầu tiên mình được mở full cái gói VIP Pass luôn á. Mấy lần trước mình cũng có mua nhưng mà mình tiếc kim cương cho nên là mình không có mở full một lần á mọi người. Cái cảm giác mà đập hộp liên tục nó sướng gì đâu luôn á. Có bạn hỏi mình là cái cảm giác sau khi mà được làm partner như thế nào. Thì đầu tiên dĩ nhiên là vui sướng và hạnh phúc rồi. Từ sáng tới giờ mình vẫn còn lâng lâng luôn á mọi người. Nhưng mà bên cạnh đó thì tại vì mình có cái bảng tên màu đỏ cho nên là khi mà mình đi trong plaza thì các bạn nhận ra mình nhiều hơn so với trước đây nữa. Trước đây thì mình hay kiểu trốn qua bên nước ngoài, châu Mỹ, châu Âu đồ để mình quay video á, để không có bị nhận ra nhiều. Nhưng mà bây giờ mình đi qua nước ngoài cũng bị các bạn nhận ra luôn. Cho nên là mình cảm thấy là hơi sợ hãi khi mà sau này không biết là cái bộ phim Su Su Đừng Khóc của mình đi quay phim sẽ như thế nào đây. Và khi mà đã trở thành một đối tác của game rồi thì mình cảm thấy là mình có thêm cái động lực cũng như là cái trách nhiệm để mà làm video chăm chỉ hơn. Mình hứa với mọi người là ngoài việc là tiếp tục làm phim Su Su Đừng Khóc, làm những cái talk show hay là những cái ngoại truyện thì mình sẽ tiếp tục làm những cái review về game nè, làm những cái video về đề co nhà để cho mọi người có thể tham khảo. Và mình cũng sẽ tổ chức nhiều cái mini game hơn cho tất cả mọi người. Nếu mà mọi người yêu thích và quan tâm á, thì mọi người có thể vào group của mình là Tiêu & Diêu để có thể theo dõi những cái thông tin mới nhất của mình về event hay là về những cái buổi live của mình hay là những cái hoạt động riêng của mình. À đương nhiên là đầu tiên mọi người hãy giúp mình like video này và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo của mình nữa nha. Rồi nhận hết tiền rồi đó, bây giờ mọi người hãy xem cái nhân phẩm mở hộp thường với lại hộp cao cấp của tôi nè. Trời ơi, mình thấy mấy bạn khoe là mở hộp cao cấp, mở hộp thường á, ra toàn đồ tím. Ra nào là quần áo xịn xịn nè, tóc xịn xịn nè, mặt xịn xịn nè. Mà chưa bao giờ mình mở được cái gì xịn luôn á mọi người. Mình toàn mở ra khối, rồi cây, rồi cái gì, tóc nam. Rồi mấy cái áo thun bình thường mà không ai thèm mặc á mọi người. Trời ơi, coi hôm nay tôi mở ra cái gì nha. Rồi đó, mọi người thấy chưa, cái nhân phẩm thú quắc của tôi luôn á. Thôi không sao, tại vì hôm nay mình đang rất là vui cho nên là mình không quan tâm tới những cái hộp này nữa. Bây giờ mình sẽ mở những cái đồ ở trong cái gói con cù này cho mọi người coi nha. Đầu tiên là một chiếc cần câu ngô rất là cute phô mai que. Cái mũ nè. Cái thân nè. Đôi dép nè. Tiếp theo là chúng ta còn có một cái hàng rào thú cưng nông trại.
một cái cổng nông trại. Mọi người có thể ghi được tên của mình ở trên cái bảng hiệu này luôn. Có cái chuồng gà nữa nè mọi người. Mở cửa ra là có con gà chui ra nữa. Tiếp theo là một cái thùng công cụ nông trại. Tiếp theo là một cái cối xay gió nông trại. Trời ơi, mình thích nhất cái món cái cối xay gió này nhất ở trong cái bộ này luôn á mọi người. Cái cối xay gió này nó xinh kinh khủng. Và cuối cùng là một chiếc thú bông cừu nông trại. Yeah, bây giờ mình sẽ bận cái bộ đồ con cừu cho mọi người coi nha. Tin tin, đây nè mọi người, dễ thương không? Mình thấy là cái bộ đồ con cừu này nó cũng cute, nhưng mà nếu mà nó mập mập hơn một tí thì chắc nó sẽ cute hơn á. Con cừu này nó hơi bị ốm ha. Mình thì mình thích nó mập mập ụt ụt, nhìn nó sẽ cute hơn. Và bây giờ mình sẽ đi vô nhà và lấy hết những cái đồ nội thất mới ra để cho mọi người coi là nó cute như thế nào nha. Ui, mọi người ơi, mới đầu mình tưởng là cái chuồng gà này nó to lắm chứ ai ngờ nó còn nhỏ hơn cả con gấu nữa. Mà phải công nhận là cái cối xay gió nó xinh xẻo thiệt sự luôn á mọi người. Mấy cái món đồ này nếu mà mọi người để rời rạc như thế này thì nó cũng không có được xinh lắm. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà phối hợp thêm để coi thêm một cái ngôi nhà gỗ mọi người tự xây, xong rồi thêm cây cối, rồi thêm hồ nước các thứ vô, nó sẽ giống một cái nông trại hơn và nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều á. Và mình nghĩ là mình sẽ xây một cái nông trại nhỏ trong cái ngôi nhà 36k này của mình luôn. Khi nào mà xây xong thì mình sẽ mời mọi người vào nhà mình chơi nè. Còn bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài biển để test thử cái cần câu ngô cho mọi người xem là cái cần câu ngô nó câu như thế nào, có được nhiều cá ngon hay không. Và tiền sữa cần là hết bao nhiêu nha. Ok, let's go. Đây rồi, đây là một chiếc cần câu ngô được lấy trộm từ cánh đồng ngô. Cái chỉ số của cái cần câu ngô này mình nhìn nó hơi quen quen á mọi người. Nó là một cái cần câu màu xanh da trời. Thì mình thấy là nó, để mình coi thử coi nó, cái chỉ số nó có giống cái cần Sally hay không. À, nó cũng hơi khác, tại vì cái cần Sally là nó câu được cá mini. À đây nè, nó cái chỉ số nó gần bằng với lại cái cần câu con cá heo hồng nè mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ câu thử coi là cái cần câu này nó có lên được nhiều cá ngon hay không nha. Ui, mọi người ơi, nãy giờ mình thả câu 5 lần thì cả 5 lần đều lên cá xanh lá hết luôn. Mình không biết là có ngon thiệt hay không, hay là do cần câu mới cho nên là nó mới như vậy nữa. Tại vì mình muốn là sẵn tiện câu cá mới cho mọi người coi luôn, cho nên là buổi sáng mình sẽ câu ở bãi biển, còn buổi tối á, thì mình sẽ câu ở ngay cái phía sau cái quán cà phê á mọi người. Cái quán cà phê bên cạnh cái trung tâm mua sắm nè. Mình thích câu cái chỗ này là tại vì mình thấy cái chỗ này nó khuất á, cho nên là mình nghĩ có ít người thấy. Nhưng mà do cái bảng tên màu đỏ này nó quá nổi bật cho nên là mình đứng đây có một tí là các bạn nhận ra và các bạn chạy lại rồi nè. Trong khi tôi đang lên một cái 4-5, trời ơi, tôi đang rất là hồi hộp và rất là căng thẳng luôn. Thì mọi người đông quá cho nên là tôi bị run và tôi bị hụt luôn cái 4-5. Thôi, tiếc rồi là tiếc luôn á. Sau đó thì mình tiếp tục đổi server và chui vô trong cái mỏm đá này nè. Mình nghĩ ở đây là an toàn rồi đó, chắc không ai thấy đâu. May sao là vừa giật cái 4-4 lên mới bị phát hiện. Và mình cố gắng đứng câu một hồi để cho cái cần nó bị hư, để coi thử là cái cần này nó sửa hết bao nhiêu tiền. Thì kết quả là cái cần này nó sẽ sửa mất 750 tiền sao. Hình như là những cái cần màu xanh da trời đều sẽ mất 750 tiền sao để sửa cần hay sao á. Đánh giá cái cần này á, thì mình thấy là nó cũng như mấy cái cần khác thôi. Nó cũng giống với lại cái cần câu đồ chơi thôi mọi người. Nó cũng không có gì là quá đặc biệt hết. Mà cái đặc biệt nhất của cái cần câu này là nó quá là cute luôn. Cái phao của nó hình quả ngô á, khi mà mọi người thả xuống biển xong rồi zoom lên nhìn nè, rất là dễ thương luôn á.
Cuối cùng thì mình đánh giá cái cần câu này là 10 điểm cho sự cute và 8 điểm cho cái công dụng nha. Từ sáng tới giờ, kể từ khi mà mình nhận được cái dấu tích đỏ Partner Game á, thì mình nhận được rất là nhiều lời chúc mừng của các bạn. Từ ở trên tường beta nè, ở trong hộp thư, ở trong game nè, ở trong cái tin nhắn mét ở trên Facebook nè, ở trong group T&U nè, ở trên tường của mình nè, ở trên TikTok nè, ở trên YouTube. Rất là nhiều lời chúc và mình rất là cảm ơn mọi người đã chúc mừng cho mình. Hy vọng là sau khi mà đã trở thành đối tác rồi thì mình sẽ làm được nhiều video hay hơn, thú vị hơn và đa dạng hơn để cho mọi người xem. Mong là các bạn vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ kênh của mình nha. Và video ngày hôm nay tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.